Chào anh Chu Thiên. Hôm nay Rồng đến nhà tôm nha. Ủa, anh Công không có đi chung với anh à? Ông cha anh đang chờ anh trong đó. Mời anh vô. Chào ông cha. Ông và gia đình có khỏe không? Ông qua sao không cho tôi biết? Cảm ơn ông Chu. Tôi và gia đình vẫn khỏe. Thật ra tôi sẵn đường sang Nam Bên, ghé vô Sài Gòn rồi về Tài Pê ngay trưa nay. À, mời ông ngồi. Ta còn người thứ ba là ông Công phải không? Ông ấy sẽ lên chứ? Dạ không. Tại sao vậy? Anh ta không còn thích hợp nữa. Tôi không hiểu. Tôi là loại anh ta. Vì sao? Gần đây anh ta dính vào những vụ scandal khiến công an phải chú ý. Hình như ông ta biết quá nhiều công việc của chúng ta phải không? Đúng vậy. Do đâu ông ta có lực quyền hạn lo? Do tôi. Anh ta là người thân tín của tôi. Anh ta rất trung thành và có năng lực. Chắc ông ta đã vi phạm nguyên tắc. Vì vậy mà tôi đã khai trừ anh ta. Con giết người cha mẹ cũng bị ảnh hưởng lây. Huống hồ ông ta đã vi phạm nguyên tắc của tổ chức. Tôi xin nhận khuyết điểm. Đây là một vụ đặc biệt nghiêm trọng, vì đã để lộ cho đối phương chú ý đến ta. Tôi đã kiểm tra nội tuyến, chưa có điều gì xấu xảy ra. Nhưng anh có cam đoan là toàn thể lực lượng công an hoàn toàn không chú ý tới anh nữa hay không? Điều đó thì tôi không dám chắc. Khi anh không dám chắc thì tổ chức làm sao chắc chắn về anh cho được? Lần này tôi đột xuất lên Sài Gòn để thanh sát mọi hoạt động của mạng lưới Đông Nam Á, nhưng tôi không có yên tâm. Tôi sẽ báo cáo chuyện này với cấp trên. Trước mắt tôi ra lệnh đình chỉ mọi hoạt động của ông ta vì đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc bí mật của tổ chức. Kim Ngọc, tạm thời xử lý mọi chuyện do Chu Thiên này chuyển giao. Tôi xin chấp hành. Anh Chu Thiên, anh có ý kiến gì không? Dạ không. Tốt. Tôi ghi nhận thái độ thành khẩn của anh. Còn một điều nữa, tôi muốn mọi người cho tôi một câu trả lời. Tôi nghe. Ông Công đã biết quá nhiều. Ông cứ yên tâm đi. Tôi đã khuyên cáo anh ta và anh ta chấp nhận im lặng. Chỉ có cái chết mới là sự im lặng hoàn toàn. Anh sẽ lượt tín nhiệm trở lại nếu vượt qua thử thách này. Ông hãy tin để tôi. Tốt. Tôi mong nhận được kết quả của ông càng sớm càng tốt. Chủ nhà ơi, ghi nước chủ nhà ơi. Cho ghi nước đi chủ nhà ơi. Chủ nhà ơi, ghi nước chủ nhà ơi. Không được, cần phải thận trọng. Họ thu tiền nước, nhưng nếu chúng giả dạng thì sao? Không được, không thể ra mặt. Đi đâu hết trơn rồi?
Alo. Alo, anh Trường, tôi cần gặp anh gấp. Tụi nó muốn giết tôi. Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Alo, anh Trường hả? Tôi đây, anh đang ở đâu vậy? Quân giết người, tôi báo cho ông biết. Công an sẽ còng đầu ông vì tội giết chết má tôi. Không, không. Vô đi. Tôi không ngờ anh tới lẹ quá. Cũng may là tôi có việc ở gần đây. Sao, anh không khỏe chứ? Tôi mệt lắm anh Trường à. Vô nhà đi, rồi tôi nói anh nghe. Mời anh. Mời anh uống nước. Chà, công nhận nhà của anh Công đẹp thiệt chứ. Dạ, cảm ơn. À, anh nói đi. Anh gọi tôi có chuyện gì không? Có người muốn giết tôi anh Trường à? Giết anh? Dạ. Anh có bị hoang tưởng không vậy? Dạ không, dạ không. Tôi thấy tụi nó cứ lảng vảng trước cửa nhà tôi hoài anh Trường. Lảng vảng trước nhà anh, lỡ người ta là người đi đường thì sao? Sao anh biết được tụi nó là sát thủ? Không không, tôi nghĩ như vậy chắc chắn là tụi nó đó anh. Tôi nghĩ là không có một lý do gì để anh nghĩ anh đang bị mưu sát. Trừ phi... Trừ phi cái gì anh? Anh đã làm điều gì có thể gọi là gây thù chuốc oán với người khác hay không? À, không không à, anh biết tôi đâu có làm gì đâu anh Trường. Nếu như vậy thì tôi nghĩ là sức khỏe tinh thần của anh có vấn đề rồi đó. Đến bệnh viện khám thì hơn. Tôi đâu có bệnh tật gì đâu. Anh thấy đó, tôi bình thường mà. Tôi biết một điều, anh đang lo lắng vụ má vợ của anh bị chết. Và chị vợ của anh đã nhờ luật sư khởi kiện. Vụ việc đang được đội trọng án 2 thụ lý. Vậy anh Trường, vậy anh có biết sự việc diễn biến tới đâu rồi anh? Anh nói thiệt cho tôi biết đi. Sao anh? Tại sao bà ấy lại chết? Dạ, tôi nghĩ là đột quỵ. Má vợ tôi đã có tiền sử về bệnh này. Tôi đã đưa bà đi cấp cứu mấy lần rồi anh. Tôi có thể tin anh, bởi vì tôi là bạn của anh. Dạ. Nhưng mà bên pháp y, họ không bao giờ tin vào lời nói đâu. Họ chỉ căn cứ vào kết quả khám nghiệm tử thi. Xui cho anh một điều, kết quả khám nghiệm tử thi lại cho ra kết quả khác với lời khai của anh ở đội trọng án 2. Vậy là sao? Tôi không hiểu. Bà ta đã chết vì đột quỵ, nhưng nguyên nhân là do lượng morphine quá lớn gây ức chế thần kinh trung ương, khiến bà ta bị ngưng tim đột ngột.
Nhưng mà tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Anh Trường, tôi không hiểu gì hết. Anh Công à, má vợ của anh đã lớn tuổi rồi, trước sau bà ấy cũng cởi hạt quy tiên thôi. Anh giết bà để làm gì? Tôi đâu có giết bà ta. Bà là má vợ của tôi mà, tôi đâu có lý do gì giết bà chứ anh Trường. Vậy tôi hỏi anh, tại sao máu bà ấy lại tự dưng có một lượng morphine? Máu bà ta sinh ra morphine à? Anh chích đúng không? Bà bị đau cấp tính. Tôi đã chích mấy lần với bà rồi mà không hiểu sao lần này lần này anh chích quá liều. Anh có dụng ý gì anh Công? Tại sao anh làm vậy? Thôi, mình bỏ vụ đó đi. Hôm nay tôi mời anh tới đây là để anh giúp tôi thu thập với anh Trường. Tôi đang rối lắm anh Trường à. Nhìn anh, tôi biết anh chỉ là một tay nghiệp dư thôi, chứ không phải là một dân chuyên nghiệp, đúng không? Nói thiệt đi, tại sao anh lại đối xử với má vợ của anh như vậy? Thật ra tôi không cố ý giết bà ấy, nhưng bà ấy cứ kết tội tôi giết vợ tôi. Vì vậy tôi nổi nóng nên tôi lỡ tay. Một người như anh dễ nổi nóng như vậy sao? Tôi nghĩ chắc chắn phải có lý do nào đó sâu xa hơn chứ anh Công. Thôi bỏ qua đi, tôi sẽ hỏi anh để làm gì. Xin lỗi nha. Anh Công à, tôi chỉ xin hỏi anh một câu nữa thôi. À, nhưng mà anh đừng có giết tôi như giết má vợ của anh vậy nha. À, tôi làm gì dám làm chuyện đó hả anh Trường? Anh có giết vợ anh không? Không, tôi không bao giờ làm chuyện đó. Tôi rất là yêu vợ tôi. Tôi không bao giờ làm chuyện đó anh Trường ơi. Nhà này đẹp đó anh Công. Của anh hả? Dạ. Thí dụ như nếu như anh bị bắt. Không, xin lỗi, thì ai sẽ ở trong căn nhà này? Không, đâu có ai. Nhưng mà tôi sẽ không bị bắt chứ anh Trường. Tôi đã nhờ anh rồi mà. Nhà anh đã có sổ hồng chưa? Dạ có. Ai đứng tên? Tôi. Nếu như vào lúc này có ai hỏi muốn mua căn nhà này thì anh sao? Tôi chưa nghĩ tới. Tôi nghĩ anh cũng nên nghĩ là vừa. Tôi nghĩ là nếu như anh bị bắt, căn nhà này chắc chắn sẽ bị tịch biên. Không, tôi sẽ không bị bắt. Anh đã hứa với tôi rồi kia mà anh Trường, làm sao tôi có thể bị bắt được? Tôi hứa với anh,
Nếu như anh làm đúng kế hoạch tôi vạch ra. Kế hoạch gì hả anh? Anh im đi. Tôi không muốn nói nhiều với anh nữa. Sao? Nhưng mà tất cả điều đó tôi đều biết. Cậu là thằng chơi bẩn Kim Ngọc à? Cậu tìm cách hại tôi để lấy điểm với ông chàng, khiến ông ấy gạt tôi ra, giao hết vụ áp phe béo bở này cho cậu. Vì cậu mà tôi phải đuổi thằng Công. Cậu tưởng như vậy là cậu đã đạt được tham vọng của cậu à? Cái nghề ma túy này không dễ ăn bằng mớ thủ đoạn trẻ con như vậy đâu. Ngọc Lan, con đã nghe hết tất cả. Ba đừng nói với con là ba đang đóng kịch nha. Ma túy, ba là một tay trùm buôn ma túy. Ba đang kiếm tiền trên hàng triệu sinh mạng của con người, ba biết không? Ngọc Lan, con nghe ba nói đã. Không có gì để nói hết ba. Thì ra là ba, ông Kim Ngọc, ông Công là một băng nhóm tội phạm. Ba đang thanh lọc ông Công để bịt lại những việc làm phạm pháp của ba. Cô im đi. Cô không được hỗn láo như vậy. Ai cho phép con ăn nói với bà như vậy chứ hả? Dám gọi bà là tội phạm à? Đúng rồi, tất cả những gì cô đã có là từ bàn tay tội lỗi của tên tội phạm này đi. Xin lỗi bà ngay. Con không có lỗi gì hết để phải xin lỗi bà. Con xin lỗi là con xin lỗi mẹ con kìa. Tại vì con ham chơi, con bỏ bê, con không chăm sóc ba được chu đáo, khiến cho ba trở thành một tên tội phạm như bây giờ. Mẹ ơi, như vậy là hết rồi. Con thấy nhục nhã lắm, con nhục nhã lắm, không muốn nhìn mặt ai hết á. Thôi được rồi, nếu con không xin lỗi ba thì vì mẹ, ba xin lỗi con vậy. Ba đừng có nhắc tới mẹ con nữa. Bây giờ con hiểu rằng tất cả những sự nhượng bộ cho tội lỗi dù lớn hay nhỏ, nó sẽ dẫn đến một tội ác lớn hơn. Nếu còn biết sớm những kẻ lạ mặt đang lôi kéo ba thì con đã ngăn ba lại rồi, chứ con không để ba phải tuột dài như bây giờ đâu. Ngọc Lan, con cần phải bình tĩnh lại. Dù sao thì sự việc vẫn chưa đến nỗi nào. Ba có thể giải quyết được vấn đề này con à. Giải quyết thế nào hả ba? Nguyệt đã chết một cách thảm thương vì ai? Vì ông Công mà. Vì ba và đồng bọn của ba đó. Bây giờ ba đang loại trừ ông Công ra, chắc chắn ông ta cũng sẽ không toàn mạng trước sự thanh trừng khắc nghiệt giống mafia của ba.
bàn tay của ba lại tiếp tục giấy máu. Con nói cho bà biết, con không cần, con không cần đến những đồng tiền bẩn thỉu giấy máu của ba. Hùng Lâu, bà muốn giết cả con phải không? Bà muốn giết cả con để che giấu bí mật của mình nữa phải không bà? Bà giết đi, bà giết con đi. Không, bà không bao giờ làm như vậy đâu con. Bà xin lỗi vì đã làm con đau. Bà xin lỗi con mà. Con không bao giờ tha lỗi cho ba đâu. Ngọc Lan, Ngọc Lan, anh vào ạ. Ừ. Hai cha con tìm tôi có chuyện gì? Cháu muốn bác giải thích thêm về việc dùng bao bì của công ty Thái Bình Dương để chuyên chở ma túy của bác. Cậu đừng nghĩ cậu có một chút ít tiếng tăm mà cao giọng với tôi đó nha. Bất quá cậu cũng chỉ là một thứ ngựa non háo đá mà thôi. Đời cậu dài, chưa xong đâu. Nhưng rõ ràng trong vụ này, ba của cháu đã bị bác lừa đảo. Cậu cấm ngay. Cậu nhìn coi, ba cậu có còn là trẻ con hay không mà nói là tôi lừa đảo chứ. Bác đã lợi dụng hoàn cảnh ngặt nghèo của ba cháu mà khống chế ông. Với chiều bài đầy nhân đạo là cứu giúp. Anh chua thiệt. Thật lòng là tôi chỉ nghĩ đơn giản là anh rất tử tế vì tình thương nghĩa cũ. Thấy gia đình tôi gặp hoạn nạn, anh ra tay cứu giúp. Không ngờ con người quá thâm hiểm. Anh gài tôi để hy sinh cho anh. Nếu trót lọt thì anh hưởng hết. Còn nếu bị tội thì tôi chỉ một mình tôi thôi. Vì tang chứng vật chứng là của tôi, không phải của anh. Anh thâm hiểm thật đó, anh Chu Thiên à. Đến bây giờ anh mới biết tôi là ai sao? Có quá trễ rồi không? Không có gì là quá trễ hết bác Chu Thiên à. Cho dù cho tới lúc này, ba cháu chưa có bằng chứng để chứng minh là mình vô tội, nhưng cháu thề sẽ chiến đấu tới cùng để đem đích danh tên tội phạm ra trước công lý. Cậu đừng khiêu khích tôi, tôi thách cậu đó. Bây giờ thì cháu đã hiểu tại sao Ngọc Lan đau khổ, và thà không có cha còn hơn. Cậu gặp Ngọc Lan à? Con tôi đang ở đâu? Tôi sẽ sống chết với cậu nếu mà cậu bắt cóc nó để bắt chẹt tôi. Ngọc Lan sẽ không về với bác nữa đâu. Chào bác, mình về ba. Chào anh. Thank you.
Lẽ ra lúc này Ngọc Lan phải ở bên cạnh ba mới phải. Ba cần có mẹ con, cần có con, để ba không cảm thấy cô đơn. Nhưng tất cả những người thân yêu nhất của tôi đều đã bỏ tôi. Thử hỏi, tôi gắng công, gắng sức xây dựng nên cái cơ nghiệp kết xù này để làm gì chứ? Ủa, anh Vũ, anh đến đây có chuyện gì không anh? Tôi đến gửi chị lệnh truy nã khẩn cấp của công an sở, để chị lưu ý. Cướp của giết người, hiếp dâm hay buôn bán ma túy vậy anh? Giết người. Chị nhớ đọc kỹ để nhận dạng cho đúng nha. Đây là tội phạm nguy hiểm, coi chừng tội phạm giải dạng thuê phòng. Có gì nghi ngờ gọi điện báo cho tôi ngay. Dạ, được rồi anh, có gì tôi sẽ báo liền. Cảm ơn chị. Dạ không có gì. Đến ngay đi, tôi đang gặp nguy hiểm đó. Được rồi, tôi đến ngay. Ủa, sao giống vậy ta? Phải gọi cho anh Bủ mới được. Alo, anh Bủ hả? Anh tới tôi liền nha. Nhà nghỉ của tôi á, có ông khách giống như tên tội phạm mà anh đang truy nã. Anh tới liền đi. Được rồi, tôi sẽ tới liền. Cho tôi xin lại giấy chứng minh nhân dân. À, anh đi đâu vậy? Tôi có việc phải đi. Em kêu xe cho anh nha. Cảm ơn, tôi có xe rồi. Anh chờ một chút, em đang tìm chứng minh cho anh nha. Đúng rồi, tôi mời anh về phường. Tôi có làm gì đâu anh. Tôi mời anh về phường được không? Xin lỗi, tôi đang đợi một người. Anh chống lại lệnh người thi hành công vụ phải không? Ok, người tôi đợi đã đến. Anh Trường, anh đến hay quá. Tôi đang bị đồng chí này gây khó dễ. Ai làm khó anh? Tôi chỉ thừa hành công vụ thôi. Đây, đồng chí. Anh bạn đây là đặc tình của đội trọng án 1 chúng tôi. Vừa qua tôi có giao cho anh ấy một nhiệm vụ tiếp cận đối tượng, và đối tượng có hẹn với anh ấy ở đây. Vậy sao? Để tránh những tình huống không hay, tôi đề nghị đồng chí để cho anh ấy được hoàn thành nhiệm vụ. Tôi chắc là đồng chí đang nghi ngờ anh ấy giống như một đối tượng đang bị truy nã, nhưng tôi sẽ bảo lãnh cho anh ấy. Vậy đồng chí cứ tiếp tục công việc của mình. Cảm ơn. Cảm ơn.
Dạ, cảm ơn anh. Anh dọn phòng rồi đi với tôi. Chỗ này không được an toàn lắm. Tôi chỉ có chỗ này thôi. Đi anh. Chỉ có một đầu mối duy nhất mà tôi đang rất ngại. Thằng Công đúng không? Đúng. Chính vì nó mà Chu Thiên bị cho ra rìa. Nó biết quá nhiều. Nó có thể gây nguy hiểm cho chúng ta. Sao lại là chúng ta? Đây là chuyện của anh và Chu Thiên thôi chứ. Làm gì có tôi ở đây? Anh Trường, lúc này rồi mà anh nói như vậy sao? Trăng sao vậy anh Kim Ngọc? Những gì cần giúp thì tôi đã làm rồi. Nếu như mà tôi không ra tay, liệu các anh có được an toàn tới bây giờ hay không? Tôi biết. Tôi biết là anh có công rất lớn. Nhưng anh Trường à, chúng tôi cũng đã rất sòng phẳng danh rồi. Nào là nhà cửa, đất đai, xe cộ. Anh muốn thứ gì mà lại không có? Bây giờ duy nhất chỉ còn lại một mình thằng Công. Chẳng lẽ anh lại quay lưng với chúng tôi? Tôi muốn bịt miệng nó càng nhanh càng tốt. Chuyện này dễ thôi mà. Nhưng mà chính tay các anh phải làm. Tôi không nhúng tay vô. Tôi đưa anh đến một địa điểm an toàn. Tại đây sẽ có người đưa tiếp anh qua biên giới. Người đó sẽ đưa anh các thứ tùy thân cần thiết, như là hộ chiếu và một ít tiền, để anh tạm ổn định. Tôi chết đi sống lại là nhờ anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Sau khi anh rời khỏi xe, coi như tôi không còn trách nhiệm với anh nữa. Anh phải tự lo liệu lấy. Không sao. Như vậy là quý quá lắm rồi. Tốt. Chúc mọi điều may mắn cho anh. Tới rồi. Anh cứ xuống xe đứng chờ. Một lát nữa sẽ có người tới đưa anh đi. Nếu như họ có hỏi có phải là anh Công không, thì anh trả lời là tôi là Công. Thôi, chúc anh thường lộ bình an. Cảm ơn anh. Hy vọng sẽ gặp lại anh. Ai đó? À, Tài hả? Mình đi. Đi, nhưng chỉ một mình ông đi thôi. Thì ra mày với thần Trường là một hả? Bất ngờ quá chứ gì. Yên lòng mà nhắm mắt đi. Ông Công. Ông Công. Tôi mệt lắm. Chắc tôi qua không khỏi. Tôi muốn nói ra điều bí mật mà bọn chúng đang che giấu. Đề nghị anh cho xem giấy tờ xe và giấy tùy thân. Xe này là xe công vụ,
Tôi là sĩ quan công an. Tôi đề nghị anh xuất trình giấy tờ. Được. Ghế này được chưa? Tôi là đại úy Trường, đội trưởng đội trọng án 1. Anh đã bị bắt. Tôi yêu cầu gặp đội trưởng của các anh. Là tôi đây. Xuân Dính, cộng anh ta lại. Dạ. Tôi đã nói hết với các anh chị về hoạt động của nhóm Chu Thiên và Kim Ngọc. Bây giờ tôi có một nguyện vọng. Ông nói đi. Làm ơn đưa tôi tới một của vợ tôi. Được, tôi sẽ đưa ông đi. Nguyệt, anh đang dẹp gì em? Dạ con đây. Nguyệt, Nguyệt. Ông Công. Tránh lại đi ông Công. Ông Công. Ông Công. Ông Công. Ông Công. Thank you.